chào các bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải. Và ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ... Ủa, qua đâu rồi? Thôi rồi. Tới liền, tới liền. Làm gì mà hai đứa rì mò dữ hả? Người ta đợi đây nãy giờ rồi mà hai đứa còn ngồi cầm điện thoại có gì hả? Thì em đang đọc comment anh Phu. Comment gì? Coi cái comment nào mà hay thì làm cho các bạn xem. Để có comment nào hay, chủ đề nào hay để mấy anh em mình thực hiện cho bạn xem không? Có cái comment của bạn tên là Nguyễn Thị... Anh Dương không nói? Ừ, anh Dương rồi, nhìn tên không ra đây. Yêu cầu mấy anh em mình đi xin tò bằng bắt cá bằng tay không anh Phú. Phần 5 nữa, trong đây có ghi phần 5 nữa nè. Đọc hết cái câu thấy dài lắm mà. Em yêu cầu gần 2 tháng nay mà chưa thấy anh phản hồi. Hầu như video nào em cũng đọc. Ý, hầu như video nào em cũng comment mà anh không đọc thì phải. Cô bộ băng này cứng rồi nha. Có bộ cứng hơn đá nữa nè. Thằng fan này chắc là bê tông cốt thép rồi đó chứ. Fan này là fan bê tông cốt thép luôn rồi chứ không phải là fan cứng rồi đâu. Cứng khừ luôn Phú ơi. Ý tưởng này có bộ cũng được chứ. Lâu rồi. Giờ mình chưa làm đúng rồi Phú, chưa làm sinh động nữa. Giờ đang rảnh nữa nè anh Phú. Đúng rồi. Giết tay em hết nghe mùi cá luôn rồi. Lâu quá được lượng cá hả? Đúng rồi. Sao giờ sao mấy đứa quyết định đi, anh dễ lắm. Sao? Đi luôn không? Luôn. Gặp gì bắt đó. Không. Chỉ cần một cái hộp quẹt với lại hộp muối tinh linh thôi. À, yêu. Dạ chế tắt nữa Phú ơi. Đúng rồi. Nói... Tắt nè, hộp quẹt, muối tinh linh là ba thứ để cho mấy anh em mình để làm gì biết không? Thực chất là có được cái sản phẩm gì mấy anh em mình sẽ nướng lên và chấm nó ăn thôi. Tại chỗ luôn. Tại chỗ. Đi ha. Dạ. Đi. Nếu đi thì ngay bây giờ quyết định đi luôn nha các bạn, không để các bạn chờ lâu nữa. Đi thôi. Let's go. Trời ơi nó đi nó đục bịch bịch trời. Bây giờ tình hình hơi căng nha. Sao? Xe bây giờ có 2 chiếc mà tới 6 người sao Tống? Nói về xe hả? Anh đợi em đi. Anh đợi em nữa em cũng có nữa. Xe gì? Xe gì? Thì có gì tao bay đi. Tao có xe đi rồi anh ơi. Một con dạng con. Coi anh muốn cái sao? Ôi xe kìa. Ôi trời dữ. Ủa trời trời trời. Xe đâu nhiều chứ hả? Chiếc nào không? Có chiếc nào không? Đi chiếc nào được. Anh chọn chiếc nào em đi cũng được hết á. Chiếc này chiếc mấy chỗ? Một chỗ hả? Chiếc này một chỗ có cần số luôn. Đây à, em ngồi đây được anh Phú. Có cần số luôn nè. Đồ hết rồi. Mấy đứa này nhây thiệt chứ. Dẹp đi. Bắt đũa lên. Xe mà em không lấy đũa làm. Vụt ốc rồi hả? Vụt rồi anh Phú ơi. Chế dữ nha. Anh nhìn xe em nhà anh đừng có chơi nha. Xe này tốn 2 được đó. Lên. Lên luôn. Con chắc luôn nha. Rồi xong. Cái gì rồi? Xong nó méo xẹo luôn rồi. Xe này là xe đệ tử của nhà nè. Anh quay vô cái nhà. Anh quay vô cái anh Phú. Rồi xong bể bánh luôn rồi. Xéo luôn rồi. Dạ. Em nghỉ bên xe của em hả anh Phú? Thôi nghỉ luôn đi. Lo mấy cái chiếc xe nè, review hoài. Cần gì xe anh em chuẩn bị đi nha. Nó mùi em. Dạ. Yeah. Yeah. Không, chưa chưa. Còn mở cái nhậu ra nữa. Mở cái nhậu ra. Xe đời đầu phải đăng cấp vậy. Đếp. Cầm vô hai tay lái. Có đồng máy, xe đồng máy. Xe nè 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 nè. Nó chốt nè. Trời ơi, mệt thì ghê luôn á. Còn nghỉ xíu nữa. Không mấy giờ đi về đi chứ. Mệt quá. Vậy tìm nãy giờ mất chết luôn không thấy cái đường mương nào bắt hết các bạn. Tiền chụp là gà chứ gì Phú ơi. Đúng rồi anh Phú. Trời ơi trời còn thanh niên này nữa. Nhìn Phú. Sao không giục cái nón bảo hiểm đằng xe đằng kia đi mà mang đi chi hả? Trời ơi anh không biết gì hết á. Mình đang đi trên mấy cái dầu gió này phải không? Ừ. Phải nó đội nón bảo hiểm lên mất công xích chim nó bay lên đầu anh Phú. Ui xích chim rớt ra. Xích chim bay lên đầu. Em nghe gì đi trên cây gì cây. Vậy nó mấy con chim đứng trên cây nó xịt xuống. Con nghỉ xíu nha các bạn. Đi này giờ mỏi chân quá trời quá đất. Cũng tùy bữa đi sinh tồn người này có khi có khi không các bạn ơi. Nghỉ xíu đi. Đi lại đến Phú ơi. Ngồi nghỉ xíu, ngồi nghỉ xíu. Mệt lắm rồi đi bộ nãy giờ xa lắm này. Hơn cây số rồi đó. Mấy em đi đi trước đó nha. Chuyến này về hết chứ mở con cú rồi. Ê. Thú già nó yếu rồi mày ơi. Đợi anh đi chờ chờ mấy này. Ôi đất ơi cái chân. Cái chân đau mấy đứa nó chân khỏe nha các bạn, chân mình đau. Đâu, có gã không? Chân đau muốn chết luôn mà nó chạy. Đâu? Đi một xíu nó là có nè.
Sợ quá trời cá luôn. Ô cá nó móng nè các bạn. Rồi xuống đi chứ anh. Đâu đâu đâu. Có đâu? Đây 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 nè. Trời ơi đằng kia nó móng rồi các bạn kìa. Chạy đi. Ê ê ê, cảm ơn nè. Cảm ơn nè. Cảm ơn nè. Đứa đứa nào chọt trên đây coi. Đây bên đây có cá nè. Em sợ cá cắn lắm. Gì? Em sợ cá cắn lắm. À, thôi lại ông mà. Bắt cá sợ cá cắn. Đâu? Trời ơi, trời, trời ơi trời ơi. Ôi trời ơi. Mấy nay mình phát hiện ổ cá khá là nhiều nha. Dạ. Vậy thôi. Luôn cứ ngắt luôn thôi. Ui cá lóc ử sao tim. Trời ơi. Con cá chết đuối nha. Luôn. Đây con cá chết đuối nha các bạn. Đó, đâu, đưa cá lên coi. Đây chặt luôn lên mày. Ơi. Gì? Cái gì ơi, ơi gì đó. Cá lóc. Đâu, cái gì? Cá rô. Ý. Bỏ mấy cái rô nhỏ thà nó đêm thôi. Ơi. Cái gì vậy? Cá lóc. Đâu? Lóc trời, lóc trời, lóc trời. Lóc. Đưa lên, đưa lên, đưa lên cho người ta. Không, một em cá lóc nha. Lóc trời, có cá lóc bự nha. Ơi. Chụp đầu nó kìa, chỉ gì nữa, chụp đầu nó. Quá trời luôn rồi. Cá trả rồi. Cảm ơn. Cái gỗ luôn. Trời, 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 cái gỗ luôn. Đâu? Nè. Ôi. Trời đất ơi, một ổ cá rô luôn nha các bạn. Ê mình bắt về mình nuôi đi. Gì vậy? Cô kìa. Ai thợ cố một cái gì được không chứ cái kia chứ túi kìa. Thôi mày đừng có đưa qua tao. Đưa qua ăn thật kìa. Ê, ê, trời ơi. Trời trời. Thôi rồi. Wow. Hay quá thôi mèo ơi. Cá quá trời không này các bạn. Ê Thành Thành tới đây Thành. Chưa được lại đây chưa được lại đây chưa được hết. Ê ghẻ cá này ốm nhôm như mày luôn nè. Wow. Mắt cá bự thôi nha, cá nhỏ thả lại nha. Đây, một em cá bự nha các bạn. Ôi đất trời, nó mập, nó uống u luôn nè. Anh Thành. Vô Thành. Đừng vô, đừng vô. Vô ổ rồi. Vô. Bởi có công mài sắt có ngày nên xà beng nha các bạn. À, có công mài sắt có ngày nên kim. Sorry, sorry. Chọc mà đưa đi. Nó không dạm anh vô. Hả? Không cho anh coi nè. Trời ơi. Tay nào dài mọn cá lóc này nè. Coi nè, coi cụ thoại nè. Từ từ bình tĩnh. Đây. Đây đây đây. Phải cho coi cái này. Coi được các bạn một ổ cá trong hang luôn nha. Cái này là mấy anh em mình thả cá vô hang nha các bạn. Ai tin tin à. Thôi ba con khỉ các bạn nữa. Nè mới bắt mình có cái rô bự nha các bạn. Thả nó sống xuống bắt phụ mày. Thôi đi Thành chân bị thương rồi cho anh nó trên bờ đi. Ôi. Cá ú kìa. Em bỏ đi đâu rồi Thành? Trời. Trời cái bọc không bỏ, bỏ ngoài. Wow. Cá nhỏ này mấy anh em mình bắt về thả đìa nha các bạn. Còn mấy cá lớn thì mấy anh em mình ăn. Anh Thành cá nè anh Thành. Vô 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 vô. Chưa được, chưa được, chưa được. Anh Thành không ứng. Anh Thành không ứng kìa. Sao đâu, sao đâu, không sao đâu, mò tiếp đi, mò tiếp đi. Tại anh Thành không ấn kìa. Trời ơi, con gì bự lắm nè. Ôi, vô, vô, vô. Chết được, chết được, chết được, chết được. Đây nè, cá rô mì nè. Đây là cá rô tự nhiên nha các bạn. Mấy bạn nó thả nó thì mình chịu đi. Rô mì đàng hoàng nha. Đây nha các bạn, đây là cá sặc mì nha. Có cá sặc mì nữa hả ba? Rồi, xảy rồi nha các bạn. À dạ. Đi ăn con cá rô. Chưa ăn Thành. Thành mày giữ cái bọc cho kỹ nha, mà mày đừng có đưa cho nhã nha. Sao mày? Mày đưa nhã là không khéo hồi không có cá ăn luôn á. Thôi đi quời, tại bữa đó hên thôi. À. Gì hên mày? Mày sẽ sạch cá mà cá tao bắt luôn á. À quên, bữa đó xui thôi. Ui cái chơi. Phát phòng mày. Cái chơi, cái chơi. Ê cái chơi thiệt nè. Vô vô vô. Một em. Mày làm gì có hai móc hoài đặng. Dựng cá này vô sâu quá đi móc ra chứ sao mày. Ê ê cá lóc cá lóc cá lóc cá lóc. Lóc đâu. Lóc đâu. Đừng 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 đừng. Lâu la lâu la. Đừng tung ra giờ. Thằng nào vậy mày. Mày ra tao bắt cho mày ơi. Đừng nó tung ra đó. Lấy cái tay ra đi. Nó tung cái gì nó tung. Nghĩ sao hả mèo. Ấy. Wow, cá lóc quá. Cá lóc.
Có con nào đó đẳng mà mày xạo xạo đẳng. Nó tung ra rồi. Mày. Nó tung ra rồi bộ, biết mày đưa tay vô chi nó tung ra luôn rồi. À, nó chạy xình vô đợi tao nè. Ai biết. Dạ ghẹ. Ê, cái lóc gì nè mày ơi. Đâu. Ừ. Có không? Nó dụ mẹ ghẻ hồi nãy, nó dụ tao là mày nhả đắp nguyên cục sình lên cái đầu tao. Đâu ơi, cái lóc kìa. Đi lên. Đi lên, đi lên. Đồ. Nó xảy đó. Trời ơi, cái lóc bự như trời. Anh em lấy tôi chưa? Trời ơi, cái lóc bự như trời. Ê, để tôi rửa cái. Đúng rồi. Thôi, tôi bắt nha các bạn chứ không phải đẳng đâu. Ở đây, ở đây nè, nghe. Tôi bắt nha các bạn, phải nạt cái đó bắt nha. Ôi ngồi không có cá đi bắt nữa trời. Tự nó nhảy vô luôn. Mày cá nhóc, tụi bay chạy đâu hả? Tôi bắt gần mày phá không à, tao đi xa xa mới được. Cái đường bương này khá là dài và lớn để cho mấy anh em mình bắt nha các bạn. Rất đúng là ơi. Nhiều luôn. Cái chê Phú ơi. Cái gì? Cái chê trong ngang này nè. Chê gì nè? Có không? Có. Đâu cái chê? Còn tay tới không? Tới rồi anh Phú ơi. Sao? Cây này cứng không nhỉ? Sao? Wow! Yeah! Quá luôn rồi. Sẵn ra lấy cái bọc tới cứng. Lẹ tỉnh cái chơi. Lẹ. Bẩn. Một em. Hai em nữa. Yeah. Một con cá lóc một cái chơi này phải không? Đó. Quá đỉnh. Rồi còn có nón ông nội hòa thượng nữa. Nè. Giữ cho nó. Okay. Ôi trời nón gì đây? Màu mè hoa lá hẹ thấy ghê chứ. Bọn hồi nãy hên là mấy anh em mình không có về nha các bạn. Chứ về là bỏ qua con mương cáo quá trời rồi. Giờ cái xuồng lên có cái chê cá lóc ở dưới. Đâu cái xuồng này. À, từ từ. Cái gì vậy? Đâu? Con gì là con gì? Đâu? A đồ. Cái gì vậy? Ôi. Cái gì vậy? Nguyên nè. Cái chê. Cái chê. Ôi. Chị trắng cái gì vậy? Gỡ. Chị trắng cái gì mà bự dưa hả? Chị cháu. Ôi trời ơi, cái chị cháu. Vàng mà không? Hả? Vàng mà. Chị vàng vô dưa mà. Ủa chị trắng. Vô. Ở dưới đâu xuồng em ơi. Tự dưa mò lên cái này sao không có gì hết em vô. Chúng có vợ cái xuồng ra đâu. Quả nó mò dưới xuồng kìa, không thấy hả? Trời sao cái xuồng nặng dưới vậy? Cố lên, tao lại hỏi cho. Lên. 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 Lên luôn. Nghĩ sao hả? Mình tao kéo ba con bé ngồi trên xuồng. Ôi con cá gì chạy lướt. Con cá gì chạy lướt, lướt sóng luôn chạy. Gì? Gì? Cái gì á? Kìa chạy rồi. Để tôi phục kích nó, anh em ở dưới đây đắp nha. Ủa con gì thôi? Cá gì chạy giỡn sóng luôn các bạn. Con lương có vậy đó mày. Thật, mày đứng đây mày canh như thật, tao chạy lên chạy lên cái gì chạy giữ bự lắm rồi ơi. Có trời, tới tùm tiền luôn. Từ từ phải bắt nó mới được. Cái chạy cái đó nó chạy mất tiêu. Trời thanh niên đo đường. Chặn đầu lại. Đó, đó. Đó, đây nè. Đây nè. Đây thôi. Từ từ. Ê con cá chơi. Con cá chơi chui ra kìa. Đây nè, đây. Từ từ đi, bình tĩnh kha. Đó đây, tới chuối rồi, tới chuối rồi. Đây. Thì chưa? Chưa chú ơi. Chuối rồi. Cái đuôi thấy cái đuôi nó quậy luôn. Cá chơi. Kìa chạy kìa. Chạy đâu. Chạy lấy. Đây nè. Cái chân bị thương nha các bạn, cho nên không lội xuống sình được. Thông cảm nha, chứ không là mình nãy giờ mình nhảy xuống bắt rồi. Được không? Cái chú sình này, bình tĩnh. Nói sình luôn. Đó, thôi, đây. Ê, đây. Bình tĩnh, nhẹ thôi. Nhẹ tay ra tới nó mới chú sình ở đây nè. Ngay đây nè. Ngay đây. Từ từ thôi. Chạy nữa. Đúng rồi nè, đụng nữa nè. Con hang, con cái hang. Cái hang kìa, cái hang. Ngồi chạy mất tiêu rồi. Mấy cá này nhanh lắm Phú ơi. Cái gì mất tiêu ta? Ôi. Gì vậy? Con gì chạy? Cái gì ta? Ôi. Mày thọt lá vô cái gì đã? Đang thọt cái hang bên đây nè. Tao cũng đang thọt hang bên này nè.
Tao làm lại cái nữa coi. Thôi rồi vô nè. Có tay mày hay gì vậy? Tay mày hay gì vậy? Mày hiểu ha. Thằng quỷ làm hết hồn mày. Trời ơi, bắt cá nó phê mà chưa kéo dài luôn các bạn. Công nhận cái này giống cái cầu tổm ghê. Nhìn nè mày, còn có thế luôn. Có thế luôn mà. Cái ghế sofa của tao. Ủa cá nó đi qua nó móng quá trời, sao mấy đứa không bắt trong này mấy đứa? Cái đồ nhỏ mà anh ơi. Hả? Cái đồ nhỏ không à? Cái nhỏ bắt mang về thả mình nuôi lại. Mình lấy cái lớn rồi. Nuôi lại sẵn ốm á. Gì? Nuôi lại sẵn ốm. Mình cho nó ăn lấy chi nó ốm. Trời ơi trời. Quá trời cá lâu này các bạn. Cái ham thì chứ nhưng mà mấy em bắt nhiều quá rồi cho nên có vẻ như mấy em không muốn bắt cá nhỏ nữa, thì bắt cá lớn thôi. Ở đây có cá anh cua ơi. Cái gì? Cái này mình phải bắt từ từ đúng rồi. Đáng cái đây cho mày đụng cái này nè. Nhỏ nhỏ nha, đừng la lớn nha. Cho mày đụng con cá này nha. Đâu? Từ từ thôi. Đụng cá chân lụi mày. Ôi. Ây mồm em cái chơi nha các bạn. Ây mừng 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 đi. Coi chừng sảy nha, khó bắt lắm ha. Trời yên tâm yên tâm. Buông đi buông đi. Coi chừng sảy nha. Ừ. Từ từ thôi. Rồi rồi buông đi ok. Cái chơi mình mới bắt nha các bạn. Rồi giờ mình đi nha. Ê được. Trời cá nó chơi này dưới rồi. Làm bắt được cái gì vậy? Wow. Nó kẹp em nè anh Phú. Có không? Có. Quất dưỡng tay luôn. Thử mất cái càng của nè. Thử rồi thử rồi. Đưa đây thử nó kẹp nhanh bằng anh. Kẹp đau lắm anh Phú ơi. Nhanh lên nó. Trong hang này quá đó. Nè quá trời cá rô luôn nè. Trời cá rô bự vậy. Các bạn cá rô nè. Toàn rô mẹ nha các bạn. Con nặng nó 3 ngón tay à. Vô. Nè các bạn một em đó nè. Ui giời. Có không nặng? Trời trong nghe chục giọng họ nó không có gì quá trời luôn rồi nè. Toàn rô mày luôn nè. Ê. Gì mày? Cái gì vậy đó? Mày cục người ra đi thật ơi. Nè quá, đừng vô, mang mớ cái rô nhỏ gì vậy thả đìa nè. Ừ, chắc mày có thả đìa mà. Mày mang về mày chiên xù á. Cá này mà kho tiêu ngon nha. Nó mới nói về đã đìa. Thì chứ cười hết cá rồi vậy bạn. Bây giờ mấy anh em mình đi việc chia mới. Ở đây có đồ đạc. Nhã, sao phơi đồ gì tùm lum mày nhã? Rồi, mày vô, sắp thời gian chúng tôi đây. Đây, xin bạn báo một số đồ đạc nha. Đây là áo Gucci. Đây, 15 tỷ. Đây. Tiếp theo sau đó chính là quần Nike. Đây, dành cho đạn rất là phù hợp cho trang đây. Đạn. Rất là xịn. Áo cái này chỉ là một mod thôi. Đây mời anh nhé vào thử khăn chằn cổ hiệu Adidas. Đây có thể biến thành chiếc mũ này. Chiếc thợ một đôi công đôi Việt đây. Cho tôi một. Thôi làm ơn đừng review và đừng nghịch của người ta nữa. Để lại cho người ta đi. Ừ, đây là đồ của mấy người đi ruộng đó nha các bạn. Đồ cũng lẳng nè, nó phơi nó chưa lấy vô hạnh phúc. Trời bó tay mẹ đó. Thôi xuống dưới này bắt đi. Đây các bạn, tôi phát hiện khu vực mới. Cá móng rất là nhiều nha các bạn. Cá móng rất là nhiều nha các bạn. Mà không biết mò có hay không thôi. Mà không biết mò có hay không thôi. Ăn nấm không? Ăn nấm không? Trời ơi, liều nó xanh mình rồi kìa mấy đứa. Nhã đằng kia có hang kìa nhã. Nhã đằng kia có hang kìa nhã. Ở đâu anh Phu? Cái bọc cá đâu Thành? Ơi, đâu rồi? Tương giữ cái bọc cá, tương niệm mất rồi đi. Thấy bọc cá chưa? Xô đâu mà xô, người ta chạy tới dắp thôi chứ làm gì căng chứ hả? Đây cá nè mày. Đâu đâu đâu. Cá gì? Cá gì? Cá gì? Nhanh liền. Đâu có không? Mang ra đây coi. Cá gì vậy? Cá
Trời ơi. Coi chừng sợi nha. Bao, đưa cái vô. Bao. Nước qua giữ ra. Rồi. Mình bắt được một con bự nha các bạn. Go. Trời ơi. Cái người ta bắt cái nhìn mình bắt không à. Hôm nay có vẻ như là hòa thượng của chúng ta hoạt động không tốt nha các bạn. Đơn giản là vì chân của hòa thượng đang bị vết thương nhỏ. Đây nha các bạn, con mọc này nãy giờ mình bắt nha các bạn. Mấy con này chỉ là theo sau mình chơi thôi. Tầm mấy ký rồi? 2 ký mấy giờ? 4 ký anh Phú ơi. Thôi anh Phú rất là nhiều nha các bạn. Nâng lên thử coi. Sao như đủ ăn chưa? Đủ anh Phú ơi. Đủ hả? Đủ thì giờ lên nướng ăn nè. Giờ mấy anh em mình đi bẻ cây để nướng cá nha các bạn. Chiều rồi. Giờ đổ cá ra coi được nhiêu cá nha các bạn. Còn cá chê đâu hả? Em bắt anh Thu. Bắt đâu? Trong một ga. Trời ơi. Sao vậy? Sao không mở cái mông rồi cầm dưới tay? Nó chui anh Thu mới bắt lại đó. Chui lỗ nào? Ê. Lỗ này nè Thu, lỗ thủng này nè. Đứa nào làm lỗ cho bá vậy? Thì nãy em xé lỗ ra cho nướng nó ra đó. Sao nó ra được em không biết nữa. Trời ơi, con khôn thấy ghê luôn nhả. Cái bọc người ta kín mít cứ xé cái lỗ cho bá hỏi cá nào không chui ra. Coi chừng hồi mở cái đổ ra cá lóc với cá chê sảy sạch rồi đó. Em đi với nó 10 lần như chục à. Không sảy mấy con cũng sảy cá bao à. Hên là nãy em chụp lại con cá chê á, không biết mấy con cá kia có ra không. May mắn sao ngày hôm nay vớ được một cái đường mương cá khá là nhiều nha các bạn. Wow. Cá lóc chết luôn hay vậy? Chưa chết queo rồi. Kiếm quá. À chưa chết. Chưa chết luôn à. Chưa chết. Mới à. Chưa chết. Mới quéo à. Được mấy cá chê? 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con. 6 con rồi. Hả? 6 con. Cá chê nhỏ nữa hả? Đây cá chê nhỏ nữa. Rồi bây giờ lấy cá rô bự. Cá chê lớn với cá lóc nướng ăn. Còn cá rô nhỏ bỏ lại trong bọc, thả vô cái hầm canh cứ đi của mấy anh em mình á. Mày mốt lớn tát bắt luôn nha các bạn. Này tưởng không bắt được con nào luôn chứ. Thú thấy chưa? Nãy mà không cố gắng xíu nữa là đâu gặp được cái mương nhiều cá gì đâu. Nói chung là tôi cưng cũng cố gắng cũng tốt. Kiên trì đúng không? Dạ. Kiên trì cho nên mới được mớ cá rô chà bá này các bạn. Con nào con đó không? Ba ngón tay luôn á. Ừ. Tự nha. Hai ngón tay, ba ngón tay không à. Ê giờ mình bắt được mấy cá chê cá lóc đâu hết rồi. Mình gỡ lên thôi. Nó gỡ. Có nào nhịn ăn không? Tôi cưng tin tưởng mang cá này giao cho nó đi mang đi rửa luôn á hả? Đứa nào chạy đi theo nó đi để nó đi rửa hồ không còn cá non luôn. Nhã chạy theo đó nhã. Chuyên gia rửa cá rớt xuống nước và chìm luôn. Thôi. Anh đừng kêu thằng này nữa anh Phú ơi. Thôi nhã không được nữa. Ghẻ đi. Dạ ghẻ đi ghẻ. Đó còn ăn hại hơn nữa. Thôi thôi gọi luôn đi. Nè cứ gọi đi thôi. Nhưng mà đem chạy theo nó mới được. Ừ coi chừng rớt cá hết luôn á. Ê bay nãy con nào giữ cái nó mà hiểm bao bì cute của tao không? Hình như nãy anh Thành nó giữ á mày ơi. Để đâu rồi? Kìa nó về kìa hỏi nó đi. Ê con nào giữ nó không hiểm có quà không kìa. Ủa chết cha rồi, nãy tao để tuốt bên kia kìa. Thôi mày lại ẵng lấy cái nón giùm tao nha. Tao tích góp lại mấy tiêu bạc mới mua được cái nón đó đó. What the hell. Mày nói mày nhộn quà chứ tao thấy tao nhột đách quá không mày. Trời ơi xương xương có nhiêu đâu có mấy tỷ à. Bốc khuyết nè. Bốc phét với chúng tôi. Trời ơi cái thằng này vô duyên đang nói chuyện mà đứng đá bơm mày. Mấy thằng bốc phét là thường thường tao thả bơm vậy không à. Thơm quá mấy đứa ơi. Ủa chân anh chưa lạnh hả anh Vũ? Chân anh hả? Chưa. Cái gót nói chung là bị vết thương khá là sâu nha các bạn. Bằng lỗ này không? Đâu. Trời ơi cái này có chút bé người ta bằng ngón tay út vậy nè. Bằng lỗ này không anh Vũ? Lỗ nào? Ờ cưng là ngoài da rồi. Bằng cái lỗ này không anh Vũ? Lỗ gì? Lỗ này nè anh Vũ. Đó một cái đằng này hôm nay nó cà khe mình giữ ta. Hôm nay thấy cưng hơi cà khe anh nữa nha. Lỗ đó lỗ gì mày? Lỗ đó coi dạng tốt lắm mày ơi. Như cộng dây thun vậy đó.
nó mấy cá chạp. Gì? Tụi nói gì? Không có gì nữa. Thật mới lộ đó, mấy con cá chạp lắm á. Thôi thôi, tụi mày bớt bớt giùm tao đi. Tụi mày đi đâu tụi mày cũng lầy. Lầy thì vừa vừa thôi. Lầy quá thì ai chịu nổi. Đúng rồi. Ê, mà công nhận cá chê mày mập ghê ha. Chắc mấy cá chê này ăn shit mới mập nè. Thôi ông im cả mồm đi. Mày là cái thằng lầy nhất luôn á, mày nói mấy thằng tao đi theo tụi bay ghét cái tao lầy theo tụi bay luôn. Thôi im đi bạn ơi, bản chất mày lầy rồi mày đừng nói như vậy. Quả thực nó đúng á, ai lầy là lầy bản chất mà đúng không? Đúng rồi. Ừ. Chung vi là anh Phú dạy mấy anh em nên mấy anh em lầy vậy đó. Cái gì? Ai vậy? Cái đó là lầy bẩm sinh nha, không có dạy mấy đứa nha. Cái này nè. Người nè. Ờ cái tay cương hơi cong rồi đó. Né ra đặng ơi, cá tới. Một con nè. Hai con nè. Trời đất ơi, thứ gì trời nổi các bạn. Thôi mời các bạn ăn nha. Mời ăn nha. Nha. Ăn khởi đầu là phải ăn cái này. Cái gì ạ? Miếng cắt anh vui. Ừ, nó chua. Yeah. Nhân mặt rồi. Nguyên trái đất luôn. Dạ. Thôi nó ăn tắt, mình mời các bạn cá nha. Ủa trời nó chua mà nhả nó ăn kìa trời. Cá mềm quá. Mới bắt lên luôn. Lụm luôn. Sao Thành? Mới bắt lên lụm tay chỗ luôn. Thôi lụm luôn. Mời các bạn ăn nha. Yeah. Ôi ông có nồi này cô dứt rồi. Đi sao các bạn nha. Chưa gì ho khen rồi trời. Đâu làm cái cây. Đây mời các bạn cùng ăn nha. Ừ. Ôi nó phê. Ê cô trứng luôn kìa. Ừ cá ngon. Ui. Trời. Làm cái trứng rồi. Mời các bạn nha. Ừ, có trứng luôn hả? Cá hồi này cá nào cũng có trứng nha các bạn. Mời các bạn nha. Ăn từ từ coi chừng hóc xương nha mày. Tao đối như mày đâu, để hóc xương cá chê mới ghê chứ. Ê, nghe đâu cá lóc này nhiều xương lắm nè. Để tao ăn con cá lóc này cho tao ăn cá chê đi. Ê, khôn như mày, trong xóm mình có đầy không á. Rồi mỗi đứa con cá chê bay ơi. Nè. Rồi bay. Anh em mà phải chia sẻ với nhau. Các bạn nha. Ai ăn, ăn cá chê đi, tao ăn cá lóc cho. Thôi chứ thành mà đắng cái này. Rồi cảm ơn nha. Thứ gì chưa nói trời. Nó béo nó thơm nha các bạn. Ngọt nữa. Chê vàng hả vậy á. Nè. Ui giời. Từ tao. Qua đã. Hôm nay sinh tồn cũng khá là thành công nha các bạn. Bắt được khá là nhiều cá luôn. Anh đã chưa? Đó. Chưa. Đừng nói chưa nha. Chưa thì luôn á hả? Chưa. Nhiều đó cá mà còn chưa gì nữa. Nói chung là ít hơn mọi thường ngày một vài con. Ít hơn nhiều luôn chứ hả? Mấy buổi trước thì bắt nhiều lắm nha các bạn. Mùa này khan hiếm, mình hơn mới bắt được. Đúng rồi. Mấy nay mình đi tìm tiếng mấy gần 2 tiếng đồng hồ định đi về rồi đấy các bạn. Nhưng mà cuối cùng sao may mắn phát hiện được con mương khá là nhiều cá luôn. Có con mà anh em nhìn dữ vậy chết tôi rồi. Ăn xong đi về ha. Dạ. Dập lửa đằng kia luôn, không có để cháy vậy được. Mấy nay mình cũng xin kết thúc video nha các bạn. Đừng quên để lại một like, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông để ủng hộ mấy anh em mình. Đồng thời đừng quên subscribe phải, quay kim cương mày đi phải luôn quên tính chất lượng như vậy nha. Quay càng nhiều nó hố càng cao nha các bạn. Mình và các em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye.